Chào vâng, Quốc Hùng xin gửi lời chào tới tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì trong video ngày hôm nay thì bọn em vừa về được một số đáy Mỹ nữa nha. Thì bọn em cũng đã về sân xong. Thì lên video luôn cho tất cả bác. Tổng cộng bọn em có 5 con nha bác nha. Tất cả là vệ sinh sạch đẹp hết cho các bác để các bác chơi. Thì em sẽ quay từng con báo số series cho các bác. Đấy, để các bác chơi, các bác lựa chọn nha. Thì ở đây đấy, là dòng EV Electrovoy của Mỹ nha bác. EV Electrovoy của Mỹ, hàng xịn sò, được thiết kế với các kỹ sư tại Đức và lắp ráp tại China. Hàng này thì nói chung là nó rất đẳng cấp rồi. Thì nhà máy nó đặt tại China nên là nó lắp ráp tại China thôi, chứ cái hàng còn thực chất đưa qua các kỹ sư thiết kế của Đức. Và EV là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ rồi. Hàng này thì không bao giờ có hàng nhái đâu nha, không bao giờ có hàng nhái, và hàng nó cực kỳ là xịn sò, các bác nhìn ruột gan các bác biết rồi. Đời Q1212 là cái đời lớn nhất rồi các bác, đời lớn nhất và đời là công suất lớn. Còn những đời nhỏ hơn là Q99, Q66 thì là những cái đời có công suất bé hơn. Bên đây thì em về được là 5 con đều là Q1212 hết, và tất cả 5 con đều như một, là tất cả là nó đều đẹp như nhau hết nha bác nhé, từ mặt mũi cho đến là nội thất của máy luôn. Đó. Rồi giờ thì em sẽ đi vào sản phẩm đầu tiên để quay cho bác xem nha. Nắp thì em đã tháo hết rồi nha bác nhé, nắp thì em để bên kia nha. Rồi con đầu tiên nha bác nhé, về mặt mũi á thì đẹp ghê sờ beng luôn bác nha, rất là đẹp này. Đó. EV Q1212. Đây thì em sẽ đưa ra cái thông số trước khi em nói sơ cái thông số và báo giá trước khi lại là em quay chi tiết từng con và báo số series để các bác dễ lựa chọn hơn nha. Về thông số kỹ thuật của máy này, đều, tất cả đều 5 con giống nhau nên là em đưa ra cái thông số cho các bác tham khảo luôn. Đó. Trở kháng của nó là từ ở đây thì nó chỉ ghi 4 đến 8 ohm rồi bác, nhưng mà trở kháng nó là từ 2 cho đến là 16 ohm nha. 2 đến 16 ohm, tại vì hai ở 2 ohm á thì con này nó có công suất là 1800W nha. Đó, 1800W ở 2 ohm nha bác nha. Và ngoài giá của nó, giá mới của nó là 34.300.000. Đấy các bác thấy không? 34.300.000 nha. EV 1212 nha. Trên trang electrovoy.vietnam nha bác nha. electrovoy.vietnam đây. .vn này. Đó. Đó là cái giá mới của nó nha. Còn giá bây giờ thì em bán là giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy, bác an tâm. Trở kháng 4 từ 2 đến 16 ohm nha bác nha. Nguồn điện là 120V đến 230V, thì cái nguồn điện này thì nó tùy theo là hàng xuất thị trường nào thì nó sẽ để nguồn điện thị trường đó. Ví dụ như là hàng xuất sang thị trường Mỹ thì nó sẽ để điện là 120V, thị trường châu Âu là 220 đến 240 đó, là 230V. Còn thị trường Nhật thì nó điện 100V nha bác nhé. Về công suất đó, công suất thì nó sẽ là 1200W ở 4 ohm nha. Đấy các bác thấy này, 1200W ở 4 ohm và 1800W như các bác vừa rồi thấy này, 1800W đó ở 2 ohm này. Đó, 1212 nha, trên trang Electrovoy nha. 1800W ở 2 ohm và chạy mạch cờ la thác này. Đấy. Còn ở 8 ohm nó sẽ là 800W. 8 ohm nó sẽ là 800W nha bác nha, công suất rất là lớn, ngang ngửa với những dòng đời khác đây đây đây, như là QCS4000 hoặc là những con KVVT2004, công suất cực kỳ là lớn nha. Trọng lượng của nó là 17.1 kg nha, kích thước là 483, chiều rộng là 483, chiều cao là 8.8 và chiều sâu là 46. Rồi ok, đó là cái thông số kỹ thuật của máy nha bác. Thì nếu mà so với mức giá mà các bác có thể sở hữu những dòng đại khác như là QC á, với cái phân khúc mà tầm 800W như thế này á, thì các bác bỏ ra
giống như VGC 3000 hoặc là VGC 4000 thì nó cũng tầm mức giá là 17 18 triệu đó, lớn là 20 21 triệu nha bác nha. Đó. Thì con này thì giá của nó rất là rẻ rồi bác. Giá xuất xưởng nó thì là 30, như các bác vừa thấy là 34.300 đúng không ạ? 34.300. Thì giá hàng bãi hiện tại, hàng đã qua sử dụng tại nước ngoài, chưa sử dụng tại Việt Nam nha bác nha, chưa sử dụng tại Việt Nam, hàng đã qua sử dụng tại nước ngoài về Việt Nam, bên em phân phối cho các bác với mức giá là 13 triệu thôi nha bác nha. 13 triệu các bác sở hữu là một con đái công suất lớn và xịn sò. Đó, xịn sò nha bác. Của một cái thương hiệu rất là lớn nữa là thương hiệu EV. Đấy, rất nổi tiếng rồi. Rồi, đó là về phần công suất, thông số kỹ thuật của máy, kích thước và cũng như là báo giá để cho anh em cân đối. Giờ thì em sẽ đi vào chi tiết từng con và báo số seri. Đấy, báo số seri các bác lựa chọn được con nào thì liên hệ cho em. Dòng này thì các bác đánh full đôi súp kép hay là súp đơn bát 50 vân vân. Đó, hoặc là các bác chơi hai cặp bát 40 là vô tư luôn các bác nha. Vô tư. Các bác chơi hai cặp cho kháng xuống 4 ôm á thì nó tới là 1200W thì nó đánh vô tư những cái cặp bát 40 rồi. Rồi, con đầu tiên các bác thấy này, mặt là quá đẹp rồi. Đó, không một vết trò xước nha, cực đẹp luôn. Đó. Rồi, ruột gan này, ruột gan thì 5 con như một thì em quay sơ qua thôi các bác nhé. Thì nó tăng phô xiến này, nó chạy là 28 sò, bên đây là 14 này, bên đây 14. Đó. Và mỗi vế nó là 4 tụ này, nó chia ra hai vế. Đó, chia ra hai vế nhé. Chạy mạch cờ lạch hát cho mắt, cờ lạch hát. Đó. 4 tụ kèm theo đó là mỗi vế của nó sẽ có 8 con bù áp, 8 con bù áp, tổng nó là 16 bù áp nữa nha bác. Hai quạt gió hai bên tản nhiệt. Quạt dòng này thì quạt tự ngắt, gọi là quạt cảm biến nhiệt nha bác nhé. Cảm biến nhiệt, nó nóng thì nó sẽ chạy, và khi chạy mát rồi nó sẽ tự ngắt. Đó. Và khi các bác bật lên á, bật lên á thì quạt nó sẽ chạy nha, quạt mới đầu nó sẽ chạy thôi. Và khi đã nhảy rờ le rồi thì nó quạt nó ngắt, và khi nào các bác hoạt động mà nó nóng lên thì quạt mới chạy nữa nha. Đấy. Rồi, ok. Xung quanh này, bác nhìn là hàng nó rất là đẹp luôn, tí nha các bác nha. Ờ tha. Phía sau này. Đấy. Quạt gió nha. Quạt này thì các bác bao cho các bác là êm ru. Đấy. Đường tín hiệu đầu ra nó các bác thấy rất là chuyên nghiệp. Này. Rất là chuyên nghiệp luôn. Thì nó sử dụng đầu đường tín hiệu đầu ra là Nutrix thôi. Có thấy những dòng EV được sản xuất tại Đức đó bác. Đấy, được sản xuất tại Đức, Getmany thì nó sử dụng đường tín hiệu đầu ra là Nutrix thôi, chứ nó không có sử dụng những cái cọc bắp chuối bắp chim nha bác nha. Cái nguồn nó là nguồn rời này. Đấy, tem đây. Con này thì sử dụng điện 120V nha, Q1212. Đó. Design in Getmany thì cái này là được thiết kế đấy, thiết kế và sản xuất đấy, cái này thì bữa em có dịch cho các bác xem rồi đấy, có dịch cho bác xem nha, tại em sẽ dịch lại cho bác xem đấy, đa nhỏ nha đấy. Đây các bác, được thiết kế tại Đức nha, được thiết kế tại Đức và lắp ráp tại Trung Quốc nha bác nha. Đó, quay cho bác xem, dịch ra tiếng Anh luôn, tại tiếng Anh nhiều từ để biết, nhiều từ không, nên là phải chơi Google cái thằng gút của dịch, để dịch ra đấy các bác là tự tin. Đó, đây là hàng xịn nha bác nha, hàng xịn của Getmany, hàng xịn của Đức. Đó. Đường tín hiệu đầu vào nó là đường input này bác, các bác lưu ý cho em nha. Thì ở đây nó sẽ có hai cổng, thường là hai cái cổng này á thì nhiều con đói khác nó sẽ sử dụng là hai cái cổng in luôn, nhưng mà cái con EV này nó sẽ sử dụng một cổng in và một cổng out để link ra một con đói khác nha bác nha. Đó là cổng out xuất tín hiệu âm thanh ra, còn đó là nhận tín hiệu âm thanh vào, thì nó sẽ sử dụng cổng là canon cái nha bác nha, canon cái là input
còn can động đực là output này. À, tương tự là cái kênh A này của quả nhé, và kênh B, đây là kênh B và đây là kênh A. Đấy. Con này thì sẽ có số seri. Để em xem số seri nó đây. 006. Số seri này là số trên này nè. Đó, cái số trên này bác là 334 nhé. Con này là 334 này. Đấy. Các bác chốt hàng thì các bác lựa chọn này, các bác lựa chọn cho em cái mã nó số series nó là 334 con đầu tiên nha. Đấy. Rồi bỏ qua một bên nha bác, con đầu tiên quay xong, qua con thứ hai. Đấy, nói chung là em quay sơ qua thôi nha, chứ lại quay tất cả 5 con đều giống nhau, quay kỹ thì nó quay qua thì nó không vậy thôi, mà nó mất thời gian của tất cả bác nhé. Đây. Đây mạch trước này. Đấy, quá đẹp luôn nha. Bên trong này thành phố xíu này. Đấy. Sổ mặt tất cả là còn đẹp xinh nguyên bản nhé. Phía sau này. EV Electroboy. Đây giờ bác nha. Đấy. 850W thì 230V, 1200W 4 ohm này. Đấy. 2400W ở 8 ohm chế độ mono, brick mono nha. Con này thì số series nó là 003 nha. À xin lỗi bác, 824 nha. Đấy, số nó là 824. Rồi. Rồi, một con 824 nha bác nha. Con này là 824, con thứ hai. Tiếp tục con thứ ba này. Con thứ ba mạch đó nha. Đấy, quá đẹp luôn bác. Chất lượng. Con này thì có số series là hình như là cái số series nó nằm ở dưới bác, số trên này là số không, không phải số series nha. Đấy, con này là 004 này bác nha, 004 này. Đấy. Con này là 004 nha. Đấy, hàng rất đẹp luôn. Con thứ ba là 004. Rồi tiếp tục con thứ tư. À, mặt nó đây nha. Đẹp kẹt như nhau. Đấy, quá đẹp. Mặt miếc tăng phô. Con này 0017. 017 nha bác nha. Số series là 017. À, tất cả là đẹp như nhau hết. Thì em báo quay và báo nhanh qua số series để các bác lựa chọn. Còn tất cả là 5 con là đều giống như nhau. Đấy, độ đẹp là như nhau nha. Đấy, các bác lựa chọn con nào thì cũng được thôi. Đấy. Các bác muốn lựa chọn con nào thì các bác đọc số series, em chụp hình. Em chụp hình gửi qua Zalo cho tất cả bác. Đấy, con thứ 5, con cuối cùng. Đấy. Quá chất lượng nha. Dòng này thì đánh bao hay luôn á. Rồi. Con cuối cùng số series là 005. Con số 5 cũng là số series 005 luôn nha bác nha, 005 luôn. Đó. Quá đẹp. Rồi, đó là tổng 5 con đáy EV mà bên em cập bến trong ngày hôm nay. Thì giá là 13 triệu, bên em bao cước và tặng kèm theo cho bác là một bộ dây 3 lăng. Đấy, một bộ dây 3 lăng và kèm theo cho cá bác là một cặp new trick nữa nha, một cặp new trick nữa, một bộ dây 3 lăng để các bác kết nối với vang này, và một cặp new trick để các bác kết nối ra lo. Đó, một cặp dây new trick nha, một xin lỗi bác, một cặp jack lo new trick. Rồi, 13 triệu nha bác nha. Thì các bác mua hàng mọi chi tiết các bác liên hệ cho em cũng không qua số nội là 0366 48707 hoặc là 0393 11 04 59 nha. Em xin dừng video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video kế tiếp. Đấy.